Xin chào, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Chim Tà Mobile. Và không cần phải giới thiệu với các bạn thì đến như các bạn đã theo dõi xuyên suốt thì Minh là một gương mặt rất là quen thuộc với Mobile rồi. Và trong video này thì mình sẽ cùng review cho các bạn một cái dụng cụ nó thuộc về cái không gian bếp, chính xác là một cái chiếc nồi của nhà K-Masker. Và đợt trước thì mình có review rồi với cái phiên bản một cái kích thước to hơn tới gần 26cm. Và đây là một cái chiếc chảo chống dính của nhà K-Masker phiên bản nhỏ hơn, kích thước mini hơn và nó sẽ có dung size là 18cm. Và khi mà các bạn khui hộp ra thì nó sẽ được đóng gói như thế này. Và đây là cái thiết kế của cái chiếc nồi sau khi mà các bạn đã lắp đặt xong. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần lắp ráp cái nồi này luôn nha. Rồi, đây. Lần lượt là các bạn mở ra thì nó sẽ có những cái chi tiết như thế này. Là một cái thanh gỗ nè. Bản thân mình cầm lên mình thấy nó khá là chắc tay. Và đây là cái phần mình còn được tặng kèm thêm một cái túp lơ vít nữa. Đây là phần nắp. Và đây là phần đáy nồi. Mình sẽ cố định cái phần tay cầm. Đây. Mình đang không biết khi mà các bạn vầy, để vầy. Rồi, để xong thì ok mọi người, sau khi mà mình đã làm vài cái thao tác đơn giản là mình đã có thể hoàn thành xong cái việc mà lắp ráp cái chiếc nồi này. Chỉ cần túp lơ vít với ốc thôi là mình đã có thể hoàn thành cái việc là nối cái phần cán và cái phần thân nồi liền lại với nhau như thế này rồi. Và mình khoan hẳn nói đến cái thiết kế của chiếc nồi này nha. Khi mà bạn mua chiếc nồi này thì bạn sẽ được khuyến mãi thêm một cái túp lơ vít để mình có thể sử dụng hoặc làm cái gì đó. Cho nên là mình lời cái này. Rồi, cất cái này qua một bên. Nhân vật chính là cái chiếc chảo chống dính của nhà K-Masker này. Mình thích gọi nó là một cái chiếc nồi hơn. Nếu như mà cái chiếc chảo mà nó có cái độ sâu theo nhà sản xuất cung cấp á, thì nó sẽ là 10cm. Và khi mà các bạn cầm một cái chiếc chảo mà có cái độ sâu và chiều cao như thế này á, thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là nặng mọi người. Nặng nha, đối với những cái chiếc chảo chất lượng á, thì nó sẽ cầm hơi nặng tay và nó khiến cho mình bị mỏi. Nhưng mà cái chiếc chảo này á, khi mà các bạn cầm á, sẽ chưa tới 1 kg đâu, nhưng mà nó cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu về chất lượng cũng như là cái khả năng chống dính cho các bạn khi mà các bạn sử dụng. Tại vì theo như nhà sản xuất khảo sát và họ đã làm một cái khảo nghiệm cơ bản để giới thiệu cái sản phẩm này trước khi ra mắt ngoài thị trường á, thì khi mà các bạn mài mòn cũng như là chùi rửa thì nó có khả năng chống dính và liên tục lên đến là 20.000 lần. Các bạn thấy là con số này nó sẽ nhiều hơn so với những cái chiếc chảo chống dính thông thường. Và bên cạnh đó nó còn được phủ một cái lớp men biolotic á. Thì với cái lớp men này thì nó sẽ cho cái đảm bảo được cái khả năng là giữ được cái màu của thực phẩm này, cũng như là giữ được cái độ tươi ngon và đảm bảo được cái việc là cái chất dinh dưỡng nó được nguyên vẹn nhất trong thực phẩm của mình trong quá trình mình chế biến. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình khi mà mình cái suy nghĩ của mình về cái thiết kế của cái chiếc nồi này. Khi mà mình cầm ở trên tay thì mình sẽ thích cái thiết kế của chiếc nồi này, tại vì nó khác biệt hơn so với những cái thiết kế của những cái chiếc nồi thông thường. Với cái phần tay cầm như thế này thì các bạn có thể nhấc lên rất là nhẹ nhàng. Trong trường hợp mà các bạn cảm thấy là mình cần hoặc rảnh tay một cái sự sáng tạo mới là mình có thể đặt như thế này. Mình tin là những ai có một cái xu hướng thay đổi và thích những cái gì đó mới lạ thì sẽ thích cái chiếc nồi này. Tại vì thiết kế của nó, thiết kế lục giác đã khác rồi. Với cái phần tay cầm như thế này thì khác biệt nữa. Tuy là khác biệt về thiết kế nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu căn bản, nhu cầu chung là nó sẽ có một cái điểm thoát hơi như thế này để cho các bạn có thể thấy là đồ ăn hoặc là hơi nó không có bị đổ mồ hôi, hoặc là trong quá trình nó sẽ giúp cho cái việc thoát hơi trở nên dễ dàng hơn. Tay cầm bằng chất liệu là gỗ khá là chắc chắn nha. Ok, và một trong những cái điều mà các bạn sẽ quan tâm và lựa chọn nữa đó chính là cái chiếc nồi của mình nó có tiện hay không mà nó có thể sử dụng được với bếp điện tử hay không. Với cái chiếc nồi này thì ok, đáp ứng được nhu cầu đó cho các bạn luôn. Và nồi này nó có tới 3 lớp lận mọi người, nó rất là dày nè. Nó sẽ phủ ở bên ngoài là một cái phần thép không gỉ và nó sẽ và các bạn sẽ thấy là với cái phần đáy này á, nó rất là bằng phẳng và nó sẽ giúp cho cái quá trình dẫn nhiệt và tiếp xúc truyền nhiệt một cách nhanh hơn, giúp cho cái thao tác nấu nướng của mình nó sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian và tiết kiệm thời gian cũng như là điện cũng như là công sức cho các bạn rất là nhiều.
Ok mọi người, bây giờ mình sẽ có một cái thử thách cho cái chiếc nồi này là mình sẽ ram thịt nhưng đặc biệt là không có dầu. Cái mặt của bếp nó đã khô, của cái nồi nó đã khô rồi, bây giờ thì mình sẽ mở một miếng thịt cutlet đầy vô mình ram thử nha. Mình không có đổ dầu. Đây là một cái chiếc nồi chảo chống dính. Để xem thử nào. Khả năng chống dính có như lời đồn. Cái masker với cái dung tích là 18cm này á thì nó sẽ được phủ một cái lớp men oleophobic, và lớp men này á nó sẽ giúp cho các bạn, giúp cho mình á nó dễ chùi rửa hơn, dễ lau chùi hơn, tại vì cái chảo nó sẽ không có dễ bị bám màu nè. Giúp mình có thể dễ dàng thực hiện cái khăn, lấy cái khăn lau sơ một cái là nó đã sạch rồi. Đây. Ngon quá. Thơm quá ha. Không có miếng dầu nào luôn đó mọi người. Mình nghĩ là nó vừa đủ rồi đó mọi người. Nhưng mà cái mình cảm thấy hơi thiếu sót đó là mình không có chần thịt, nên là cái miếng thịt của mình nó có vẻ hơi cứng. Rồi, đó. Mình sẽ để lên trên này. Đó. Rồi. Cái chảo này của mình nó đang dơ. Mình sẽ lấy một ít khăn giấy, mình lau thử xem liệu rằng là hồi nãy mình nói là nó có phủ một cái lớp men là oleophobic, thì cái lớp men này thì nó sẽ không có dễ bị bám mùi. Mình sẽ mọi người đang thấy là nó đang rất là dơ đúng không? Nó nóng lắm đó mọi người, mình đang tiếp xúc rất là gần luôn á. Nếu như quay vậy thì mọi người sẽ không thấy, nhưng mà mình phải quay vậy. Rồi, đây. Cái này là mới có một lớp thôi nha. Thực ra với những cái chảo chống dính hiện giờ, mình thấy là nó càng ngày nó càng cho ra những cái chi tiết trong sản phẩm để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu tiện lợi cho người dùng. Với cái sản phẩm này thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng có những cái tiện lợi là nó sẽ giúp cho các bạn đỡ cái việc mà vệ sinh cực nhọc hơn. Cái thao tác của mình nó sẽ vệ sinh tiện lợi hơn rất là nhiều. Nè. Đó. Các bạn chỉ cần lấy đũa xong rồi xài khăn giấy thôi là mình đã có thể vệ sinh rất là kỹ cái phần lòng nồi rồi. Và đúng thiệt ha. Với cái lượt thứ hai của mình thì cái tờ khăn giấy nó đã sạch hơn rất là nhiều. Và sau khi mà các bạn đã nấu xong thì mình chỉ cần đậy cái nắp lên thì cái bếp của mình nó đã vô cùng gọn gàng rồi. Với một cái chiếc nồi lục giác với thiết kế hoàn toàn mới lạ nhưng cũng đảm bảo được những cái nhu cầu tiện lợi cho người sử dụng, như là có một cái lớp chống dính cũng như là khả năng chùi rửa vô cùng tiện lợi. Và cái thứ hai nữa là cái đây là một cái sản phẩm nó cầm rất là thuận tay và nhẹ, cũng đảm bảo được cái chất lượng cho các bạn trong cái quá trình mà nấu nướng. Mình cũng giữ được cái hương vị thơm ngon của thực phẩm. Và tất cả những cái thông tin vừa rồi là mình đang review cho các bạn về một cái sản phẩm là một cái chiếc nồi lục giác đa năng của nhà Casemaker, với cái kích thước dung tích của nó là 18cm. Và khi mà các bạn đang xem hết video này thì các bạn cảm nhận như thế nào về sản phẩm này thì hãy để lại comment bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.